Đảng Báo Đen đang thành lập liên minh cầu vồng cho những anh chị em bị áp bức bất kể màu da. Đảng Báo Đen là mối nguy hại hàng đầu với an ninh quốc gia. Nước Mỹ đang bùng cháy, và chừng nào nó còn chưa được dập, thì chẳng có điều gì khác đáng quan tâm. Vô hiệu hóa anh ta bằng bất cứ giá nào. Ở đâu có con người, ở đó có sức mạnh. Đón xem bộ phim Judas và Đấng Cứu Thế Da Màu trên kênh HBO.